Đó, mọi người thấy cảnh mây với nước với ánh hồng của ánh mặt trời không ạ? Đó, mọi người thấy em giàu không mọi người? Đây, đây là mới là cảnh giới của đại gia thực sự chứ. Đây, đó em giàu với ngang ngửa với mọi người luôn á. Mọi người chỉ cần bảo vệ thiên nhiên và động vật là giàu ngang ngửa em. Chứ giàu mà hộp kim cương thì làm cái gì quý vị? Hộp kim cương cũng giống như cục đá thôi. Nó chỉ có quý trọng đối với những con người thích vật chất thôi quý vị ơi. Trời ơi, em giàu không quý vị ơi? Thấy em giàu chưa? Nhiều người ta hỏi giàu tiền nhiều làm gì. Trời, có người nói tiền nhiều để làm từ thiện. Dạ, từ thiện không đúng người hả? Cho tiền hết của luôn cũng vậy. Cho thiên nhiên động vật còn hoài phát triển, trồng cây gây rừng lên, trồng những cây ăn trái, người ta vô người ta có trái người ta ăn, mình bảo vệ cây cối cho xanh tươi phát triển những khu rừng. Rừng ngập mặn đang giữ vai trò quan trọng lắm mà. Rừng ngập mặn đang làm bị gì quý vị? Đô thị hóa. Mấy rừng ngập mặn là quý trọng cực kỳ luôn. Chiếm trữ lượng khí oxy gấp 5 lần những khu rừng bình thường. Mà bây giờ quý vị đô thị hóa tàn phá hết những khu rừng ngập mặn này để làm nhà cửa. Trời ơi trời, điên rồi. Tại sao lại có những người như vậy? Hỏi làm sao không hết Covid-19? Dạ, không thể nào hết được. Phải chết bớt đi à. Vậy nhì, những người mà có suy nghĩ mà tàn phá thiên nhiên như vậy là trời hại hết à. Không sống nổi đâu. Trời ơi trời. Đó, xây nhà mọc lên quá trời. Bây giờ là cuộc sống con người ổn định phát triển hơn nữa đúng không ạ? Những khu rừng ở đây nó bị tàn phá sạch luôn. Lúc đó là buồn nữa. Dạ, em cho quý vị coi, đó là cuộc sống của tình yêu thương chân thật của một đại gia giàu thật sự, là có sức khỏe và có trí tuệ và có thiên nhiên và có động vật. Nhà mình thu hẹp, cái nhà mình nhỏ vậy thôi. Dạ, cái nhà của mình để ở vừa thôi. Còn xung quanh mình là phải thiên nhiên cây cối. Mình có lòng từ bi, không có con nào làm hại mình hết. Mình ác á thì mình mới sợ con muỗi, con ruồi, con kiến, con rắn, con kia nó cắn. Mình tốt không nào cắn mình. Ê, ê, no, stop it. Dạ, dạ, rác mà đem vô tới đây thả luôn. Trời trời. Dạ, đó. Đi ra đây là ra bắt đầu nhà đường lộ rồi, người ta làm một đường rồi. Người ta chặt phá cây rất là nhiều rồi. Thưa quý vị, cô bác, anh chị ơi, xin đừng tàn phá thiên nhiên nhà của em. Em là tiên cá cuối cùng của cái thế giới này.